Với nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ con thưa sư, con đã tụng kinh lễ bái Tam Bảo tóm tắt bằng tiếng Việt xong ạ. Dạ con xin được tắc bạch để thọ ngũ giới thưa sư, được không sư? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính lễ sư Thanh Tâm. Con xin được thay lớp học tắc bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma giang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti giam bi ma giang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti giam bi ma giang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin được thay mặt đạo tràng kính dâng bích đến sư Thanh Tâm để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi Tam Bảo ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Yeah, vô Phật, sa thú lành thay. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người. Là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, phần nghi thức lễ bái Tam Bảo tóm tắt thọ trì tam quy và ngũ giới đã hoàn tất. Dạ, xin mời Tịnh Tâm lên. Dạ, con xin giao mic lại cho MC Nguyên Trang ạ. Dạ, pháp sư đã vô. Xin giao mic lại cho MC Nguyên Trang để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thamma đề sát na và chán na gà thà. Brahma chalo ka thipati sahampati katanchali antivarang aya chatha santi thasakta parachakha chatika de se tu thammang anukambimang bachang sak thamma fe rin guinayan chakayan sut tan cha ban tham api tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sak cha dan dang pa po tha nay ye parisa ya mat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân kết tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn thử âm thanh để cho chúng con bài học về ngày hôm nay. Melinda vấn đạo, sự liên hệ trong quá khứ, từ phần 3 và đến phần 8 ạ. Dạ con kính thỉnh sư thỉnh thử âm thanh trước khi mà Nguyên Như đọc vào chánh kinh ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thà Giá. Hôm qua chúng ta đọc cái phần lời nói đầu và cái phần biết về cái nguyên nhân mà khởi lên cái câu chuyện về Melinda vấn đạo. Thì bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cho đọc tiếp cái phần mà sự liên hệ trong quá khứ. Thì hôm qua mình đọc từ đoạn thứ nhất đến đoạn thứ hai. Hôm nay thì mình sẽ đọc từ đoạn thứ ba đến cái đoạn thứ tám. Rồi sư sẽ giải thích về cái chi phần ở trong này. Bây giờ thì xin mời cô Như là cô Nguyên Trang gì đó, một cô nào Quan Hỷ đọc cái phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giải thích sau. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ cũng như xin kính chào thằng đệ đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc thẳng vào bản chánh kinh. Số 3. Vào một ngày nọ, Đức vua Melinda rời khỏi thành với ước muốn xem xét nơi đóng quân và dàn binh của 4 binh chủng gồm vô số binh lực và xe cộ. Sau khi kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức vua ấy vốn là người mở đầu câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với các triết gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn vào mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng:
ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có một vị sa môn hoặc bà la môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán, chánh đẳng giác, có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi được nói như vậy, 500 người xứ Cô Nái Cá đã nói với Đức Vua rằng, Tâu Đại Vương, có 6 vị thầy là Purana Kassapa, Makkali, Gosala, Nigantha, Nataputta, Sanchaya, Pelathiputta, Achita, Kesakambali, Kakutha, Kachayana. Các vị ấy có. Dạ, cả nhà còn nghe được không ạ? Hello, chị Tịnh Tâm không nghe rồi. Dạ, sa thú anh Mỹ, sa thú Nguyên Trang. Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ được nhiều người đánh giá cao. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa điều nghi hoặc. Số 4. Khi ấy, được thắc tùng bởi 500 người xứ Cô Ná Cá, Đức Vua Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý, loại phương tiện đi chuyển tuyệt hảo, đi đến gặp Vua Purana Kassapa. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Purana Kassapa. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, rồi đã ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã nói với Purana Kassapa điều này. Thưa Thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? Tâu Đại Vương, trái đất bảo hộ thế gian. Thưa Thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế thì vì sao chúng sanh đi đến địa ngục vô gián lại đi ngang qua trái đất trước, rồi mới đi đến địa ngục vô gián? Được nói như vậy, Purana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng, trầm ngâm. Số 5. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với Makkali Gosala điều này. Thưa Thầy Gosala, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không? Tâu Đại Vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện. Không có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tâu Đại Vương, những người nào ở đời này dòng dõi sát đế lỵ, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lỵ. Những người nào dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiện, hốt rác, thì có điều gì là bởi các nghiệp thiện và bất thiện? Thưa Thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng dõi sát đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiện, hốt rác, không có điều gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bất thiện. Thưa Thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay, thì đi đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay. Những người nào bị chặt chân, thì cũng sẽ bị chặt chân. Những người nào bị xẻo tay, thì cũng sẽ bị xẻo tay, phải không ạ? Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã khởi ý, điều ý. Xứ Chambudipa khỏa thật trống trơn. Xứ Chambudipa quả thật vô nghĩa, không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với chẩm để giải tỏa điều nghi hoặc. Số 6. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng, đêm trăng trong quả thật đáng yêu, phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp một vị sa môn hoặc bà la môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với chẩm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy,
các quan đại thần đã im lặng, đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của đức vua. Số 7. Vào lúc bấy giờ, thành Sa Gá Lá đã vắng bóng các sa môn, bà La Môn, gia chủ sáng trí trong 12 năm. Nghe tin các vị sa môn bà La Môn, gia chủ sáng trí trú ngụ ở nơi nào, đức vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ấy câu hỏi. Không có khả năng để làm hài lòng đức vua với câu trả lời cho câu hỏi. Tất cả các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại, giữ thái độ im lặng. Mã Lạp. Số 8. Sa thú, dạ cả nhà nghe được con lại. Dạ. Số 8. Lúc đó, Đại Đức Asagutta với Thiên Nhĩ Giới đã nghe được lời nói của Đức Linh Đá. Ngài đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại đỉnh núi Yuganthara và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng, này các sư đệ, có vị tỳ khưu nào có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Mi Linh Đá để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, 100 cô tí vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này. Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi, về phía đông của lâu đài Quê Chá Danh Tá, có cung điện tên là Kê Tú Má Ti. Nơi ấy có vị thiên tử tên Má Ha Sê Ná cư ngụ. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Mi Linh Đá để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, 100 cô tí vị A-la đã biến mất ở ngọn núi Yuganthara và hiện ra ở cõi trời Đao Lợi. Thiên chủ Sắc Cá đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, đại chúng tỳ khưu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện hội chúng, có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm? Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Thiên chủ Sắc Cá điều này. Tâu Đại Vương, vị vua này tên Mi Linh Đá, tại thành Ga Sa Gá Lá, xứ Chăm Bú Đi Bá, là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu, hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến, và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, Thiên chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, vị vua Mi Linh Đá này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch Ngài, có vị thiên tử này tên là Maha Sê Ná, cư ngụ ở cung điện Kê Tú Má Ti. Vị ấy có năng lực để chuyển con đã đọc xong từ đoạn 5 cho tới đoạn 8. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh để sư có thể giảng giải bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Cảm ơn cô Nguyên Như đã đọc dùm cái phần chánh kinh từ đoạn thứ 3 đến đoạn thứ 8. Thì tiếp tục về nói về cái câu chuyện và cái sự thắc mắc của vua Mi Linh Đá.
Thì quý vị thấy rằng cái do cái nhân duyên, cái trí tuệ đó, rồi có cái ước nguyện, cho nên là dẫn cái câu chuyện ở trong cái thế gian này. Thì khi mà vua Milinda gặp những cái nhóm mà những giáo chủ của ngoại đạo, thì những cái người mà chủ trương về cái vô nhân kiến, vô hành kiến, tức là không có nhân, không có quả, thì họ trả lời một cách khác. Nhờ mỗi vị chủ trương thì nói theo cái tri kiến của họ, cho nên là vua Milinda đã không có bằng lòng với những cái cách thức mà của các cái vị giáo chủ ngoại đạo đã trả lời. Rồi Đức vua đã nói lên cái thế gian này là trống rỗng, mặc dù có những cái vị thánh A-la-hán, nhưng mà những cái vị này vì cái nhân duyên á, nó không hợp, cho nên là dù có bây giờ có nói chuyện thì nó cũng không có hài lòng được. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, tất cả ở trong thế gian này là cái gì? Do nhân, do duyên. Khi mà có nhân, có duyên thì nó mới đưa đến cái quả, nó mới có cái sự gặp nhau. Bây giờ dẫn chứng là trong cái thời kỳ Đức Phật đó, chúng ta thấy có xảy ra những cái câu chuyện như vậy. Quý vị có nghe về cái câu chuyện mà cái ông mà sắc da cá đó, trong cái bài kinh mà tám Phật lịch đó, có nói về cái nhân vật mà sắc da cá. Thì cái sắc da cá này đó là con của một cái bà vị Bà La Môn nổi danh thời bấy giờ. Thì hai ông Bà La Môn này đó, người nào cũng là cái người mà có trí tuệ đó. Mỗi người có 500 câu hỏi. Ông có 500 câu hỏi, rồi cái bà cũng có 500 câu hỏi. Thì hai người này đó đi luận chiến hỏi các cái vị Bà La Môn. Nhưng mà vì cái những cái người này có phước về trí, nên là không có ai mà biện luận mà thắng được hết. Thì cuối cùng á, hai người này á mới gặp nhau. Thì hai người này trước khi mà đi luận chiến là hai người có khởi lên cái ý vậy: nếu mà ai mà thắng được mình, nếu mà lớn tuổi hơn mình thì nhận người đó làm cha, còn nếu mà bằng tuổi mình thì kết nghĩa anh em, còn nếu mà nhỏ tuổi hơn thì mình sẽ nhận cái người đó làm em. Thì cuối cùng hai người này gặp nhau rồi cũng bất phân thắng bại, cho nên là hai người này mới kết nghĩa vợ chồng. Thì hai vị này mới sinh ra được ba người con, hai người con gái và người con trai là sắc giá cá. Thì hai cái vợ chồng Bà La Môn này đó mới truyền cho hai người con gái là 500 câu hỏi của cha, 500 câu hỏi của mẹ. Còn riêng về sắc giá cá đó là thừa hưởng 1.000 câu hỏi của cha mẹ luôn. Cho nên là lúc đó, là sắc giá cá đó rất là tự hào, cống cao ngã mạn, coi như là tuyên bố là trong thế gian này không có ai mà có thể mà biện luận mà chiến thắng được sắc giá cá đó. Cho đến một hôm thì bây giờ không có ai mà thắng được ảnh hết rồi. Bây giờ ảnh mới nói là bây giờ chỉ còn có Sa Môn Gotama thôi. Thì bây giờ đó là sắc giá cá sẽ đến
để đấu chiến, để luận lệnh với Sa Môn Gotama. Ảnh tự hào, ảnh cho rằng là ảnh giống như là một cái người lực sĩ vậy đó. Còn Sa Môn Gotama là giống như con cừu. Alo. Dạ dạ dạ, khoan chút xíu rồi gọi lại nha, sư đang bận nha. Thì ảnh tuyên bố rằng á, khi mà Sắc Giác Cá này mà hỏi á, là cái trụ đồng á, nó còn phải toát mồ hôi. Sắc Giác Cá này á, ví như là một lực sĩ vậy á. Khi mà đấu chiến với Sa Môn Gotama thì Sa Môn Gotama giống như là con cừu. Nếu mà Sắc Giác Cá giặt tới thì con cừu chạy tới, mà giặt lui thì con cừu chạy lui. Với cái tâm mà cống cao ngã mạn vậy đó, ảnh đi tới gặp, ảnh gặp Đức Phật. Nhưng mà qua những cái câu hỏi dẫn đáp hồi thì Sắc Giác Cá chịu thua. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, do có nhân duyên nhau thì sẽ gặp nhau. Đó, thì cái thời kỳ Đức Phật đã có những cái luận sư, nhưng mà Sắc Giác Cá là một cái người mà biện tài rất là giỏi. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, mặc dù là ai cũng có những cái gọi là tứ vô nãy, nhưng mà phải nói chuyện với nhau á, hợp với nhau á, thì nó mới chịu. Rồi cái trường hợp mà ở ngoài đời người ta nói là tri kỷ nhau, bá nha tự kỳ. Ông bá nha đó thì ổng là một cái vị quan, ổng là quan đại thần, ổng từ bỏ quan. Rồi ổng có cái ngón đàn rất là hay, nhưng mà không ai hiểu được. Ổng mới buồn quá, ổng mới chèo thuyền đi vô trong rừng. Thì gặp Tử Kỳ là một cái anh phàm phu nghèo khổ, tiều phu đốn củi. Nhưng mà Tử Kỳ lại là cái người mà hiểu được cái tiếng đàn của bá nha. Cho nên hai người mới kết nhau làm bạn bè tri kỷ. Thì cái gì nó cũng có phải có nhân có duyên. Cho nên là mới hiểu được nhau. Khi mà hiểu được nhau đó thì mới có đối đáp, rồi mới gặp nhau trong cái vấn đề đó. Tức là tất cả đều phải có nhân duyên. Rồi mới cái câu chuyện nữa đó là trong cái hàng mà thánh ni, cái thời kỳ Đức Phật thì có vị thánh ni Khê Ma. Thì cái vị thánh ni Khê Ma này đó, trước khi mà xuất gia đó, là một cái cô tiểu thơ, con của một cái vị bá hộ rất là giàu ở trong kinh thành. Nhưng mà ác nổi cái duyên nghiệp, bữa đó cái tên trộm sau khi mà bị vua quan bắt thì đem đi xử giảo. Thì dẫn cái tên trộm này đi vòng quanh cái kinh thành đó, rồi đem lên cái núi đó, xô xuống cái núi cho chết. Là cái hình phạt nó là như vậy. Thì trong khi mà đi xung quanh kinh thành á, thì nàng tiểu thơ đứng trên lầu nhìn xuống. Nhưng mà có cái nhân duyên từ quá khứ, khi mà cô này là một cái tiểu thơ, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái tên trộm rồi đó, thì cô này đem cái tâm luyến ái, phải là nói với cha mình, bây giờ nếu mà cha mà không cứu được cái tên trộm nó về để mà làm chồng của con á, là con sẽ chết. Đó, do cái nhân duyên từ quá khứ, cho nên là buộc lòng sao? Buộc lòng ông bá hộ phải đem tiền mua chuộc cái mấy ông quan để thả cái tên trộm này đem về. Thì khi mà cái cô tiểu thơ này gặp mà cái tên trộm ấy, là ưng ý rồi, bắt đầu nhận cái tên trộm làm chồng.
đó, mà quý vị biết là cái ông bá hộ này chỉ có một con gá thôi, cái tài sản rất là lớn, nhưng mà cái tên trộm này á, nó không có nghĩ là sau này khi mà làm chồng cô tiểu thơ này rồi ông bá hộ rồi chết á, thì tất cả cái tài sản đó sẽ về tay nó. Nó không nghĩ vậy, cho nên là nó thấy là bây giờ á, mình phải lập kế để giết cái cô tiểu thơ này để chiếm đoạt số tài sản. Cho nên là bữa đó nó mới nói với cô tiểu thơ là bây giờ là nó có nguyện nếu mà hả mà nó được cứu thoát thì sẽ đi lên cúng tế ở trên cái núi mà của chỗ để mà xử xử tội những cái tên trộm. Cô này vì cái luyến ái, cái tâm mê mà, cho nên là vì quá quá thương, quá si mê cái tên trộm này đây, nó nói sao nghe vậy. Cô này mới mang hết dòng vàng tư trang vàng bạc đó, đeo hết vô người, sắm sửa lễ vật đi theo cái tên trộm lên cái hẻm núi đó để cúng tế. Thì cái tên này á, nó âm mưu là lên tới đó rồi á, nó sẽ xô cô này và giết cô này, xô xuống cái vực để nó chiếm đoạt hết cái tư trang đó. Thì nhưng mà cái cô này á, là cái người cũng có trí, cho nên là dùng cái kế dụ nói cái tên này. Thì khi tên trộm này đứng ra ngay cái vực sau, cô này liền xô cái tên trộm xuống cái vực đó. Vì cô này nghĩ là cái tên trộm này là cái người quá quá tham lam độc ác, cho nên sau khi mà giết tên trộm rồi á, thì cô này mới chán nản cái cuộc đời. Mình đem lòng yêu thương cái con người mà xấu xa độc ác vậy, cô này hổ thẹn không có dám trở về gia đình. Thì cái câu chuyện này là trong kinh Pháp Cú. Sau đó thì cô này mới đi xuất gia với những cái vị là Bà La Môn, và cô này cũng có một cái trí tuệ với cái biện tài cũng rất là giỏi. Thì đến một hôm á, là đi đến cái ngôi làng đó, cô ta mới cầm một cái nhánh cây, cầm nhánh cây mà ai mà nhổ cái nhánh cây đó thì sẽ cô ta sẽ gặp người đó sẽ đến để mà luận chiến. Hôm đó cái nhân duyên gặp được ngài Xá Lợi Phất, cô ta cũng rất là giỏi, nhưng mà không ai đấu lại cô ta hết. Nhưng mà khi mà gặp ngài Xá Lợi Phất, cô ta hỏi ngài bao nhiêu câu hỏi ngài cũng giải đáp được hết. Tới chừng ngài Xá Lợi Phất hỏi có một câu là chúng sanh di tồn nhờ cái gì, cô ta không biết trả lời. Cho nên là từ đó mà cô ta xin xuất gia theo cái bên Tỳ Kheo Ni, và sau này cô ta là một trở thành một cái vị thánh ni bên Tỳ Kheo Ni. Là cô ta là cái người mà thuyết pháp là rất là giỏi. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong quá khứ do những nhân duyên đã tạo đó, thì những cái chúng sanh này nó có duyên với nhau, rồi sẽ gặp với nhau. Mà khi mà nó có nhân duyên rồi á, thì nói nó mới nghe. Đó, thì trong cái mà chúng ta mà học ở trong cái hình học, hai đường thẳng nó phải có một cái điểm giao nhau, cái điểm chung á, nó mới gặp nhau được. Thì cũng vậy, hai chúng sanh là ví như hai cái đường thẳng, nhưng mà nó phải có một cái duyên để hai cái đường thẳng này nó có một cái điểm giao nhau, gặp nhau ở một cái điểm nào đó. Trong một cái câu chuyện, khi mà mình nói chuyện rồi đó, cái gì cũng vậy, nó phải có nhân duyên thì mới gặp nhau trên cái khía cạnh đó, cái lãnh vực đó. Mình thảo luận với nhau nó mới đi đến cái kết quả, không? Chứ còn nếu mà nó không có duyên với nhau á,
nói là nó không có nhận được, bởi vì cái nó không có cái điểm tương đồng, nó không có cái chỗ mà ông nhau thì làm sao mà thảo luận, làm sao mà nói chuyện được. Nè, một anh là thợ hồ, còn một anh là thợ điện, hai người hai cái lãnh vực khác nhau thì làm sao mà nói chuyện với nhau được. Anh thì cứ hồ là xi măng bao nhiêu, cát bao nhiêu, gạch bao nhiêu, còn anh kia thì dây đỏ dây đen rồi công tắc thế này khác thì làm sao mà nói chuyện với nhau được. Hai anh phải cùng một cái nghề, thợ hồ thì phải gặp thợ hồ, anh thợ điện thì phải gặp thợ điện, thì nói chuyện với nhau nó mới hợp. Nè, thành ra đó chúng ta mới thấy rằng trong cái thế gian này do nhân do duyên, thành ra ta nói sao, nồi nào thì phải úp dùng nấy, mà ngu thì phải tầm ngu, tức là mã thì phải tầm mã. Cái loại nào nó hợp với nhau thì mới đi chung với nhau được. Bây giờ mà con ngựa thì mà đi chung với con trâu rồi đâu có hợp, mà hồi là có chuyện liền. Rồi con trâu mà đi chung với bầy ngựa là cũng không được. Cho nên là chính do nhân duyên nó dẫn dắt. Đó, thì trong cái thời kỳ Đức Phật cũng vậy. Những cái nhóm mà thiên hướng tu tập về trí tuệ, thích tìm hiểu về di du pháp, thì sao? Sẽ đi với Ngài Xá Lợi Phất. Còn cái nhóm mà tu tập muốn luyện thần thông thì theo học với Ngài Mục Kiền Liên. Rồi những cái nhóm mà thích hành cái hạnh đầu đà thì sẽ đi với Ngài Kassapa. Cho nên là cái nhóm nào nó sẽ đi theo nhóm đó. Rồi thường thế gian ta nói là nó có những cái người mà để đối trị với cái người đó. Đó, cái trường hợp mà như mà vua Milanda thì phải gặp Ngài Nagasena. Tại cái nhân duyên nó vậy. Mà sắc cho gá thì phải gặp Đức Phật. Rồi nàng Khê Ma thì phải gặp Ngài Xá Lợi Phất. Để mới giải tỏa được tất cả những cái gút mắt, ở những cái thắc mắc, những cái hoài nghi ở trong cái tâm của mấy người đó. Đó, thành ra đó, nếu mà cái trường hợp đó không phải là Ngài Xá Lợi Phất, một vị khác, thì không thể nào mà giải tỏa được cái thắc mắc trong cái nội tâm của cô Khê Ma. Không, mà không phải là Đức Thế Tôn thì không ai có thể mà giải đáp được những cái câu hỏi của Sắc Gia Cá. Cho nên ta nói sao không, có cái người để trị, thì cái người mà nó hung dữ cỡ nào đi chăng nữa đó, cũng gặp một người sẽ trị được cái người đó. Đó, cho nên là gì, do nhân do duyên. Nếu mà không phải là nhân duyên nhau, dù cho cái người này có cái trình độ, cái biện tài như thế nào á, người này nói cũng không nghe. Cho nên cũng một vị pháp sư cũng giảng cái bài pháp như vậy trong một cái hội chúng, nhưng mà đó có người thì lại chú tâm thích thú lắng nghe. Vì sao? Cái nhân duyên cái vị này nó hợp với cái vị pháp sư này. Còn một số khác thì chê, trời ông này không nói gì đâu, tôi không hiểu gì hết. Do nó thiếu nhân duyên, mà nó thiếu nhân duyên như hồi nãy sư nói
Nếu mà trong cái nó không có cái nhân duyên thì nó không có cái điểm chung để mà gặp nhau. À, thì thật sự trong cái đạo tràng này à, chúng ta mà gặp nhau mà quý vị mà lắng nghe à, sư nói thì chúng ta cũng có cái nhân duyên với nhau đó. À, cho nên là bây giờ á, mình mới chia sẻ những cái điều hiểu biết mình tìm hiểu à, về Phật pháp thế, để mình đi đến để mình tìm hiểu về cái trí tuệ. À, chứ còn nếu mà quý vị không có nhân duyên, quý vị vô mấy cái room khác chứ đâu có vô cái room mà Nguyên Như Kỳ Viên này đâu. Mà quý vị cũng không, nếu mà không có nhân duyên, ôi cái ông Pháp Thạnh thì nói gì tào lao quá xế gì đâu. À, quý vị không có nghe không? Không, nhưng mà à, trong quá khứ thì mình cũng đã từng là thân bằng quyến thuộc, cũng có khi là thầy trò, cũng là ấy nhau rồi, nó có nhân duyên hết rồi. À, cho nên là bây giờ á là quý vị mới lắng nghe. À, thành ra đó chúng ta phải hiểu như vậy à, để mà mình à, ví dụ mình gặp một cái vị đó cũng là một cái bậc thiện trí thức, nhưng mà mình không có tiếp thu được à, tại vì mình thiếu cái nhân duyên, hoặc là mình nói theo cái khoa học chút đi à, bây giờ ở cái đài phát là dí dư giống như sư đi ở cái đài phát sống ra rồi cái máy thu hình á, máy radio gì đó nó thu sóng được á, phải mở đúng cái tần số đó à, mở đúng cái tần số đó thì cái sóng âm nó mới vô được à, nó mới hiện khởi lên cái âm thanh à, hoặc là nó hiện khởi lên cái hình rồi cái âm thanh nó khởi lên được, thấy không? Bây giờ cái đài nó phát cái kinh số mấy đó, nhưng mà cái máy quý vị chỉnh không đúng vào cái tần số đó, cái băng tần đó, cái đó thì nó không thể nào vô, không? Thành ra chúng ta phải hiểu vậy à, cho nên á là có những chúng sanh á do nhân do duyên à, thì có người á thì thích ngọt à, có người là thích mặn, có người là thích cay à, có người là thích đắng chẳng hạn, nó do cái nhân duyên của mỗi chúng sanh. Thành ra đó mình biết vậy à, mình đừng có o ép ai đó. À, thành ra hồi đó là ngài hòa thượng ngài nói xong Phật pháp dành sẵn kẻ hữu duyên à, chính vì hữu duyên đó à, mười mấy hai chục vị đó, mới vô đây để mà học hỏi. Cái còn á, ở ngoài kia trên internet này á, thì hàng trăm ngàn người họ đang cũng đang trên đi vào cái sử dụng cái internet này, nhưng mà họ đâu có vô đây, tại vì nó không có duyên. Nó thích hát hò, nó thích luận ba cái chính trị chính em, ba cái trên trời dưới biển tùm lum tà la, nó đâu có thích nghe ba cái chuyện mà Phật pháp này đâu mà nó vô đây, thấy không? Thành ra mình phải hiểu vậy đó. Thành ra đó khi mà họ cái tâm họ tầm cầu hướng đến à, khi mà cái tâm họ có hướng đến cái Phật pháp thì tự nhiên nó sẽ đến. Cho nên hồi đó ngài hòa thượng ngài nói là Phật pháp dành sẵn kẻ hữu duyên à. Rồi sao? Đức Phật thì sao? Đức Phật tế độ những người hữu duyên. Nếu chúng sanh ở thế gian này đó, Đức Phật với cái lòng từ bi bao la rộng lớn, Đức Phật thương xót tất cả chúng sanh như nhau. Nhưng mà những chúng sanh nào nó hữu duyên, nó đã tạo trữ những cái công đức phước báo đó, thì Đức Phật mới thuyết pháp, mới tế độ. Còn mà những chúng sanh á, mặc dù cái lòng từ bi ngài cũng hướng đến những chúng sanh đó, nhưng nó không có duyên à, hay là như cái trường hợp mà ngài Liễu Tông ngài nói
sáng nào Đức Phật cũng dùng cái Phật nhãn quan sát bốn phương tám hướng, ngài quét khắp mọi nơi. Nhưng mà gì mà không có duyên, cho nên cái hình ảnh của mình không có thể nào mà nó hiện khởi lên cái vọng trí cái Phật nhãn của Đức Phật được đó. Cho nên đó, là cái gì nó cũng phải có nhân có duyên hết nè. Rồi xong rồi á, những chúng sanh này á, nó gặp nhau để mà gì, để giải quyết những cái vướng mắc à. Quan trái gặp nhau để giải quyết quan trái à, luyến ái gặp nhau để giải quyết những cái luyến ái à, mà khi mà giải quyết xong rồi thì thôi, đường ai nấy đi ha. Đó, cho nên á, là khi mà chúng ta nhìn ở cái góc độ về chân đế à, thì thật sự ra đó, cái nhân loại nè, cái thế gian nè là cái gì, gặp nhau do nhân do duyên à, nợ nặng hoặc là luyến ái, trong ngoài cái đó ra không có gì khác hết à, người này trả nợ người kia hoặc người kia trả nợ cho người này, vậy thôi à. Đó, khi mà chúng ta nhìn theo cái góc cạnh mà Phật pháp à, nhân duyên à, rồi cái với cái những cái phiền não à, những cái lộ trình tâm thì nó chỉ vậy thôi. Tất cả nó là gì, danh sắc ngũ uẩn, tại sao tất cả là nghiệp duyên à, nó pha trộn với nhau để nó tạo thành cái thế gian này à. Ngoài những cái đó là nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập qua thì chúng ta giải thoát niết bàn à, thì khi mà đi đến giải thoát niết bàn là tất cả nó giống như cái ngọn lửa đã tắt, không còn gì hết, thế thôi à. Thành ra đó, mình biết như vậy để chúng ta cố gắng à, trong điều kiện là chúng ta cố gắng chúng ta học tập để sao, để chúng ta ráng cố gắng nỗ lực để vượt thoát qua à, chúng ta ngăn ngừa chế ngự những cái hạt giống, những cái nhân bất thiện à, chúng ta phát triển những cái nhân lành à, chúng ta lần hồi chúng ta tránh xa à, những cái pháp, những cái chúng sanh mà có cái chiều hướng mà không tốt đẹp à, gần gũi lắng nghe thực hành những cái điều cao quý tốt đẹp để chuyển đổi à, để sửa đổi à, thì giống như hồi nãy cái trong cái vị mà chủ trương mà coi như là thương kiến, tức là hả một chúng sanh mà xấu xa hèn mọn thì mãi mãi là cứ bị trong cái sự thấp kém xấu xa hèn mọn, còn những chúng sanh cao quý là mãi mãi cao quý không có à, trong cái vận hành của pháp ấy, thì cao quý có thể rơi xuống sống xa hèn mọn, nhưng mà hèn mọn nếu mà biết thức tỉnh, biết sửa đổi à, biết chuyển hóa thì từ xấu xa hèn mọn thấp kém có thể trở nên cao quý à, cho nên là cái nghiệp báo của trong Phật giáo là nó có sự chuyển nghiệp, chứ không phải mà cái loài súc sanh thì mãi mãi là loài súc sanh à, con người thì mãi mãi là người cũng có à, có khi con người mà phải xuống làm súc sanh, mà có những lúc súc sanh à, nó chuyển hóa nó trở thành người, trở thành chư thiên không chừng à, cho nên đó, là Đức Phật nói sao, chúng ta đó đến giờ phút cái kiếp hiện tại này
thì khắp trong 31 cõi, thật ra chúng ta không có thiếu cõi nào. À, từ những cái cõi đại phạm thiên cho đến những cái cõi mà tận cùng của thế gian, ở trong những cảnh giới địa ngục mình cũng dạo chơi hết trơn rồi. À, chứ mình không có, không phải là mình cứ ở những cảnh giới sung sướng, là những cảnh giới nhân loại chư thiên không đâu. À, rồi đó, năm châu thì mình cũng đã từng tái sanh khắp mọi nơi. À, cho nên hồi đó là có một lần trong cái bài pháp ngài hòa thượng Xuyên Minh ngài nói sao, quý vị đừng tưởng là tự nhiên mà quý vị mà qua đây. À, quý vị cũng từng sanh ra ở đây, sống ở đây, à, tạo những cái nhân xấu cũng có, mà những cái nhân tốt lành cũng có, những cái thiện nghiệp cũng có. À, cho nên chính vì nó có cái nhân duyên ấy, vậy mới trở lại đây để mà tu tập. Thì mình cũng có nhân duyên, mình mới gặp ngài, rồi mình mới lắng nghe cái sự chỉ dẫn, hướng dẫn của ngài, để mình hiểu biết và mở mang trí tuệ, để mình có kinh nghiệm, à, trong giáo pháp, kinh nghiệm trong cái pháp hành. Đó, mình phải có cái nhân duyên mình mới đi đến. Đó, thành ra đó, cái chữ duyên trong cái thế gian này, trong cái đời sống này, nó rất là quan trọng. À, cho nên đó, là chúng ta sao phải lựa chọn, à, những cái nhân nào xấu bất thiện chúng ta phải mạnh mẽ trừ khử. À, những cái nhân thiện lành tốt đẹp, à, mình phải phát triển. À, những cái người mà thiện trí, à, tốt đẹp, mình phải gần gũi để mình học hỏi. Còn những cái người mà coi như là gọi là những cái người mà hành theo cái pháp bất thiện, à, thì mình cần phải, à, xa lánh, tránh xa. À, cái còn á, không phải gì mà vì duyên, do nghiệp duyên, bây giờ mình sanh ra trong cái gia đình mà không có đạo đức, rồi mình cứ hành theo cái đó. Đó, rồi những cái chúng sanh mà đã sanh được có duyên lành, sanh ra những cái gia đình mà có đạo đức, thì mình càng phải phát triển những cái đạo đức tốt đẹp nữa. Đó, thì cái đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nha. Chứ còn phải là, cứ phải là bây giờ cha mẹ ông bà hồi đó giờ làm cái nghề, à, giăng câu chài lưới, à, bẫy thú, rồi mình cứ theo cái đà đó làm thì nó không đúng. À, mình phải có trí tuệ, mình phải nhận thức, à, những cái nào thì mình phải thực hành, cái nào mình phải tránh xa. À, chính ngay trong cái đời sống hiện tại này, nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta suy tư xem xét, và chính chúng ta tạo duyên cho chúng ta, chứ cái nhân duyên này không phải tự nhiên mà có. À, không có tự nhiên mà trên trời nó rớt xuống được, mà mình phải học, rồi mình phải thực hành, à, rồi mình phải gieo trồng, phải dung bồi. À, để những cái kiếp tương lai, cái chính cái duyên này, à, nó sẽ là cái nền tảng để dẫn dắt chúng ta đi đến những cái điều mà tốt đẹp. Thì qua cái những cái đoạn trong cái phần mở đầu của bài kinh Milinda Vấn Đạo, thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Và giới phước báo này kính cầu mong chư công đức pháp thể căn ngang, và kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và có thêm những cái hiểu biết để xem xét phản tỉnh những cái người
ở xung quanh mình, rồi phải xem xét cái nội tâm chúng ta để chúng ta xác định đi cho đúng cái phương hướng, đúng cái lời dạy Phật để đem đến đời sống an ổn, tốt đẹp, những cái duyên, những cái chủng tử trong đời sống hiện tại sẽ là những cái nâng đỡ, hỗ trợ chúng ta trên bước đường tương lai. Và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammay, Nam mô Sanghay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất nhiều và kính cảm ơn Sister Nguyên Như đã đọc bài chánh kinh hôm nay ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi, và quý vị, quý cô chú có thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay ạ? Và con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. Không biết chị Kim Nhung có câu hỏi không ạ? Huynh Thính Pháp nè, huynh Kevin Huynh Giang Nhất Hạ. Dạ, kính, dạ con kính mời đạo tràng ạ. Yes, ok, Nguyên Trang kính kính mời bàn tay của Huynh Thính Pháp ạ. Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, chư Đông Đức Tăng, quý bà cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Chào thưa sư, cho con trở lại cái bài giảng sơ khởi ngày hôm qua. Sư có nói về cái tiền kiếp mà của vua Milinda, tức là vị Sa Di và vị Tỳ Khu trong tiền hai thầy trò, thưa sư. Như vậy thì cái lúc mà vị Sa Di đó làm một tí công đức quét rác, dọn rác trong chùa đó, mà phát nguyện là trong tương lai là trí tuệ phát sanh là giống như là những rộng lớn bao la như biển cả, không như giống như là những dòng sóng lăn tăn trên sông trên biển, thưa sư. Như vậy thì từ cái lúc mà làm cái công quả được phước đức rồi phát nguyện, rồi đến lúc mà được trổ quả thành một vị vua cái trí tuệ mà vua mà trong nhân loại không ai bằng, thưa sư. Như vậy thì ý cũng muốn hỏi là từ lúc phát nguyện đó, đến lúc mà được thành hình một cái trí tuệ mà siêu việt như vậy, thì cái vị Sa Di đó sư có cần trải qua một thời gian tu tập niên mật để tài bồi, để trưởng dưỡng cho cái trí tuệ phát sanh, hay là vì đó chỉ phát nguyện rồi để trôi theo năm tháng mà tự động là cái quả nó phát sanh theo một chiều hướng phát nguyện, thưa sư? Và dạ thưa, con thắc mắc như vậy, xin nhờ sư giải giùm chỗ này một phần. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Thì tất cả các cái quả mà nó xảy ra đó, nó phải có một cái thời gian. Cho nên là gọi là dị thời, quả dị thời mà thục. Nè, tức là khi mà chúng ta khởi lên một cái ước nguyện gì đó, nó chỉ mới là một cái khuynh hướng ở trong cái nội tâm chúng ta thôi. Nhưng mà khi mà nó khởi lên cái khuynh hướng đó thì sao? Mình phải thực hành. Bây giờ
Giả dụ như khi mà mình còn nhỏ, mình thích học một cái môn học nào đó, đúng không? À, thí dụ như là nói bây giờ là tôi thích học cái môn hóa học đi. Đó. Thì khi mà mình có cái ý là mình thích về nghiên cứu về vật chất, những cái sự cấu tạo của vật chất như thế nào thế nào, về mình học về hóa học để mình hiểu biết, thì cái khuynh hướng này thì sao bắt đầu mình bị tìm những cái sách mà nó giảng dạy về cái môn hóa học này. Tại sao mình đi đến những cái ông thầy mà ông có kinh nghiệm dạy cái môn này, mình học, mình tìm hiểu rồi trong cái định luật tuần hoàn Mendeleev gì đó, đó giải thích về những cái phân tử, có bao nhiêu cái phân tử trong cái thế gian này, rồi những cái phân tử này đó nó hợp với nhau đó, nó hợp với nhau. Ví dụ như cái vật chất này hai cái nó hợp nhau là nó tạo ra một cái chất nào, ví dụ vậy. Mình khi mình có cái khuynh hướng, cái ý muốn nữa, thì mình phải thực hành. Bây giờ là lúc đó cái vị sa di này đó có cái ý là bây giờ mình sẽ là một cái người mà có quyền lực lớn nhất ở trong cái thế gian này, giống như mặt trời soi sáng tất cả muôn vật. Rồi sao vị này mới phát nguyện tiếp cái trí tuệ mình sẽ nhiều như những cái lượng sóng ở trong con sông này đó. Đó thì lúc đó là cái vị tỳ khưu mới biết bây giờ ông này ông nguyện vậy, mà nếu mà không có ai mà khắc chế ổng là chừng nữa ổng là đứng nhất ở trong cái thế gian này. Cho nên cái vị này mới nguyện là cái trí tuệ của tôi là giống như những cái lượng sóng ngoài biển cả. Thì cái sóng ở trong sông á, chỉ có cái sóng ở ngoài biển cả nó mới khắc chế được thôi. Đó. Cho nên là cái bắt buộc do cái nhân duyên như vậy thì vua Milinda phải gặp ngài Nagasena, chứ không có gặp ai được ngoài khác ngài Nagasena, không? Thành ra quý vị thấy rằng hai vị này khi mà phát nguyện rồi phải có sự nỗ lực tu tập dung bồi, có cái ý nguyện rồi phải thực hành, phải dung bồi cái gieo những cái chủng tử, những nhân nào để mà đạt tới cái điều ước nguyện này. Cũng trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mà một kiếp đó rồi. Cho đến khi mà cái thời điểm cái quả nó trổ, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt, thì cái câu chuyện này nó xảy ra sau Đức Phật nhập diệt khoảng 300-400 năm sau đó nó mới diễn ra. Thì sao, nó phải có một cái thời gian tất cả các cái quả ở thế gian này nó phải có một cái thời gian. Nếu mà dù cho cái quả mà nó sanh ngay trong hiện tại đi chăng nữa, cái trường hợp mà ví dụ như là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp là trong cái thời kỳ Đức Phật và chư Thánh Tăng thì có những cái mà gọi là trổ quả ngay hiện tại, nhưng mà đâu phải là tức khắc, không? Cái hai vợ chồng cái người nông dân đó để bác cúng dường rồi phục vụ ngày Xá Lợi Phất, nhưng mà đó từ cái buổi sáng mà cho tới lúc và bắt đầu buổi chiều, cái người chồng mới bắt đầu đi xuống cài ruộng
thì những cái luống cài nó trở, những cái thay gì á, cái luống cài á, đất nó lật lên. Nhưng mà khi mà cài tới đâu á, là thay gì đất nó lật lên là đất, nhưng mà cái này lật lên là nó thành vàng hết, không? Nó cũng phải có. Rồi nhiều cái câu chuyện mà những chúng sanh làm mà để mà có ngay trong đời sống, nhưng mà nó cũng phải có một cái thời gian nha. Đó, chỉ có gọi là cái đạo quả thì nó không có thời gian, nó không có khoảng cách, không có cả hở nha. Đắc đạo là đắc quả mới gọi là akaliko. À, còn hả, pháp thế gian là nó có cái thời gian, khoảng cách thời gian. À, bởi vậy mới nói là quả dị thời. À, bây giờ đó, quý vị thấy rằng đó, bây giờ là người ta cái sự mà tiến bộ người ta trồng trọt đó, không? Cái hạt giống người ta gieo đó, đâu khi nào mình vừa thả xuống cái là nó thành cái cây kia, nó đầy đủ thân lá rồi kia nọ, đơm bông kết cái trái này nữa, không có, không? Ví dụ như cái rau mầm đó, nhanh nhất đó, hay là cái giá mình ăn đó, cũng phải chờ 2-3 ngày, 2-3 ngày từ cái hạt giống, mà từ cái hột đậu rồi bắt đầu nó hút cái dưỡng chất, nó hút cái độ ẩm, nó mới nảy mầm lên, nó thành cái giá. À, từ cái hạt giống, nó hút cái độ ẩm, nó mới nảy mầm lên thành cái cây, cái rau, nhưng mà nó còn nhỏ. À, nó mới chỉ là cái mầm thôi, thấy không? Chứ không có khi nào mà thảy cái là nó thảy liền được hết. Nó phải có cái một cái khoảng thời gian. À, để cho cái nhân đó, cái hạt mầm đó, cái giống đó, nó tăng trưởng, rồi có những cái điều kiện đầy đủ, như là độ ẩm rồi ánh sáng nè, tất cả những cái điều kiện đó, sức nóng như là để đầy đủ thì cái hạt giống nó mới nảy mầm. À, cho nên đó, hai vị này khi mà phát nguyện đó là chỉ cái chí hướng, cái khuynh hướng. À, rồi sao phải gieo trồng những cái thiện nghiệp, những cái chủng tử nó phù hợp với cái khuynh hướng, cái thiên hướng, thì như vậy đó, cái quả nó mới đưa đến. À, còn nếu mà bây giờ á, mình có cái ước nguyện, không? Ước nguyện mình muốn có gạo dẻo, gạo thơm ăn, nhưng mà bây giờ mình không gieo, gieo cái giống lúa tẻ, mình gieo cái hạt bắp thì làm sao mà có lúa dẻo, lúa thơm ra đó. Mình có cái thiên hướng, cái chí hướng rồi, mà mình phải gieo đúng cái hạt giống nữa. À, mình gieo đúng thời rồi, đầy đủ phù hợp những cái điều kiện của nó đưa đến, thì cái quả nó mới cho đúng như cái ý mình mong muốn. À, mình có ý mình mong muốn, mình gieo cái hạt giống khác, rồi những cái điều kiện mà nó không có đầy đủ, không phù hợp, thì cái quả nó cũng không có thể sanh khởi được. À, xin giải thích cái thắc mắc của chú Tịnh Tâm. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo trang kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của huynh Thính Pháp. Dạ, con thấy huynh Thính Pháp cũng sa thú ạ. Dạ, sau đây con thấy bàn tay của Xích Tịnh Tâm. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, kính thưa sư cho con xin hỏi,
qua bài giảng mà sư vừa mới giảng thì cái tích mà cô Kê Ma đó, cổ khi mà cổ lên trên núi, cổ đẩy cái người ăn trộm nó xuống cái vực, như vậy là cổ phạm vô tội sát sanh. Thì sau đó cổ đi tu và thành tu nữ, và như vậy thì cổ phạm vô cái tội sát sanh. Như vậy thì sau đó cổ cô tu nữ đó lại trở thành bậc A-la-hán. Như vậy thì qua cái chuyện như vậy thì cổ phạm vào tội sát sanh thì cổ vẫn được trở thành A-la-hán. Xin sư giải rồi thích rõ cho con hiểu thêm cái vấn đề này à. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Những cái nghiệp báo của chúng sanh á thì gặp nhau để trả nhau. Không? Thì cái anh chàng mà ăn trộm này đó, là lúc đó là cũng là cái những cái quá khứ là cũng người thân của cái cô này, và cũng đã từng sát hại cô này. Cho nên bây giờ hai người gặp nhau để trả quả. Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta đứng trên cái phương diện về giới, thì chúng ta thấy rằng cái cô này làm như vậy là cổ phạm giới. Nhưng mà bây giờ đứng trên cái góc độ về nghiệp quả thì nhân quả đến lúc nó kết thúc với nhau, phải không? Đó. Để rồi xong cái đưa đến cái điều kiện cái cô này cổ đi tu đó. Thành ra cô này sở dĩ mà cổ giết cái tên trộm là để gì? Để mình bảo tồn cái sự sống của mình, không? Chứ không phải là cái cô này cổ khởi lên cái ý ác là cổ dụ tên trộm lên ngay chỗ đó để cô giết. Mình phải hiểu vậy. Tức là hai cái tác ý nó khác nhau. Khi mà cái cô này á mà cổ bày mưu, cổ chủ động cổ đưa cái tên trộm này lên á, cổ giết, thì cái đài này là có cái sự cố ý. Còn mà trong cái lúc mà nguy cấp, mà nếu bây giờ mình không suy chuyển tình thế thì tên trộm này nó sẽ xô cổ xuống dưới cái vực sâu đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu là trong cái giới mà sát sanh cố ý giết, ráng sức giết, mặc dù khi mà cổ làm cái hành động này là cổ cũng cố ý, nhưng mà để tự vệ. Thành ra đó, nếu mình nói đó, nếu theo cái luật, cái thuật luật bộ luật hình sự thì nó là tại vì nó là ngộ sát, thấy không? Bây giờ mình không có chủ động, tự nhiên cái tên này đó nó cầm dao nó chạy đến nó chém mình, thì phản ứng tự nhiên lúc đó mình có thể mình cầm khúc cây, cục đá gì đó mình chọi nó rồi mình chạy thoát thân. Nhưng mà vô tình mình lấy khúc cây hay cái cục đá gì đó mình phang lại nó đó, nó vô tình nó trúng lên đầu, trúng cái chỗ nhiệt, nó chết. Thì cái đó là gọi là ngộ sát, chứ không phải là cố sát. Chừng nào mà mình có chữ
động tính toán, sắp đặt kế hoạch, chủ tâm, rắp tâm, thì lúc đó là cái đó mới là cố ý. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái nhân duyên, giống như cái câu chuyện mà bây giờ, cái câu chuyện hồi quá khứ là cái ông này ổng làm quan, nhưng mà ổng thấy cái cô vợ của anh này á, ảnh khởi lên cái tham muốn, tham ái, cho nên nó tìm cách anh giết cái anh chàng thanh niên này để anh đoạt bà vợ. Rồi tới kiếp Đức Phật hiện tại, ảnh là cái người mà tối đó vô thọ Bát Quan Trai Giới rồi nghe pháp suốt cả đêm, rất là đàng hoàng, rất là tốt. Nhưng mà tới sáng ra, mới vừa ra ngoài cái ao ảnh rửa mặt thì mấy tên trộm nó chạy ngang qua, nó giục cái bao đồ nó đi trộm. Anh này chả biết gì, ất giáp gì đâu, cái bắt đầu cái đoàn người mà rượt theo hai tên trộm, thấy anh thanh niên này với cái bao đồ đạc trước mặt, họ nói là anh này là thằng trộm, đem đánh anh này chết. Thấy không? Thành ra đó, mình đứng trên cái phương diện thế gian ấy, mình nói trời ơi tội nghiệp anh này quá, anh này hôm giờ anh nghe pháp, anh thọ trì Bát Quan Trai Giới rất là trong sạch, mà sao bây giờ anh bị cái nghiệp chướng nó không có đúng, không đúng là trên cái trí tuệ phàm phu mình nhận định. Chứ còn nếu mà với những cái người mà có cái thi nhãn như Đức Phật thì Ngài thấy bây giờ cái quả này á, trong hiện tại mình thấy nó không đúng. Chứ nếu mà nhân quả luân hồi á, thì nó đúng đó. Thành ra đó chúng ta phải hiểu, phải xem xét ở trên cái phương diện về giới, phương diện về nhân quả nghiệp báo nữa. Không? Thành ra đó, cái vấn đề mà cái cô này cũng phạm giới là trong cái không có cố ý, để tự vệ, để bảo tồn cái mạng sống của mình, do cái định luật nghiệp báo. Rồi cô này cổ có cái nhân duyên, cổ cũng tức là trong cái quá khứ cũng có tạo những cái chướng nghiệp, nhưng mà cũng có thiện nghiệp, nhưng mà tạo cái thiện nghiệp nó mạnh hơn, cho nên chính nhờ đó mà cổ mới xuất gia. Rồi các cái công đức phước báo và các cái pháp độ đã đầy đủ thì mới đạt được cái thánh đạo A-la-hán chứ. Đâu phải mà tự nhiên mà đạt được, thấy không? Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó, để thấy rằng cái nghiệp của mình khi mà chưa giải thoát đó, là trắng đen nó còn lẫn lộn, nó pha trộn với nhau. Tại vì mình hồi đó mình còn nhân, mình chưa có trí tuệ, thì có khi mình cũng có tạo bất thiện, và bên cạnh đó mình cũng có tạo thiện. Thì đến lúc mà trổ quả thì quả bất thiện nó cũng có, quả thiện nó cũng có. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Cái quả nào nó mạnh hơn? Nếu mà cái quả thiện nó mạnh hơn thì mình sẽ được an ổn, đạt được những cái thành tựu tốt đẹp. Còn nếu mà gặp cái quả bất thiện nó nổi trội hơn thì nó trở thành những cái chướng nghiệp, thì nó cắt đứt được, cắt đứt đi cái nghiệp thiện. Cho nên là chúng ta phải hiểu như vậy.
Chúc cô tịnh tâm nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã thấy sức tịnh tâm sa thú con kính tri ân sư ạ. À. Dạ con, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ sau đây con kính kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? À? Sư Thanh Tâm, hình như là sư không còn trong room thì phải. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. À, dạ con chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dâng mít lại cho sư Pháp Thanh ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, thì qua cái buổi sinh hoạt hôm nay, cái mới cái phần mở đầu của cái bộ Phi Liên Đá Vấn Đạo, thì chúng ta cũng học được những cái pháp về nhân quả. Thì với những cái phước báo này thì cũng cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Khang Ngang và chúc tất cả quý vị có thêm được những cái hiểu biết trong cái đời sống và cố gắng tạo trữ nhiều những cái nhân lành, những cái thiện nghiệp và có những cái chí hướng để đạt đến những cái điều tốt đẹp an vui, nhất là hướng đến cái con đường giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sanasothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sanasothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sanasothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thay. Dạ con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya devata santi vihara sini tu be kare potikare tahin tahin ta thamma dane na pavantu pucita so tin karonte ta vihara mandale te ra cha matcha na waka cha pitkavo saramika dana pati upasaka Gama cha de sa ni gama cha isara sabba na futa sukita phawantu te cha la pu cha ye pi cha anda sampawa san se da cha ta athavu papatika niya ni kam thamma warang paticca te sabbe pi dukkha sakarontu sankhayang Tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha búc ga la. Sang khô hô tu sa mắc gô wa át tha. Ya cha ha ti.
Ya cha hita ya cha am he rakkhato sattammo sabbe pi dhamma cha vino vutten sambapuneya ma dhamma riyappave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng nô nha ti đằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nha ti đằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng nô nha ti đằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo. Y đằng quát ta mê buồn nhằn à sa quát khá già quá hằng hồn tu. Anagate kale. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và ngày mai con kính mời quý cô chú đạo hữu trở lại room vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam hả ta? 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Ủa 8 giờ sáng chứ, 8 giờ sáng. Dạ 8 giờ sáng giờ Việt, 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung. Dạ con kính mời đạo tràng 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ con kính mời đạo tràng trở lại room và tham gia bài học ngày hôm mai, ngày mai ạ, với Nguyên Như, Nguyên Như sẽ ôn bài vi diệu pháp. Và một lần nữa con xin chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành. Sáu thời điều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính tạm biệt đạo tràng. Chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. Dạ con xin xuống mít ạ.